Chào mừng em đến vlog tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình đang bứt cái rêu này để tặng cho anh em nè. Thì về cái việc tặng rêu hay là cái về cái tác dụng của rêu này á, mình đã làm clip đợt trước rồi. Mình sẽ để cái link nó nằm ở đây. Anh em hãy bấm vào xem ha. Hiện tại mình đang bứt ra để mình đóng gói mình chuyển cho anh em. Cái này là rêu là mình tặng nha anh em, chứ không có bán. Cho nên là anh em là muốn nhận cái rêu này để làm bộ lọc hay cho Zmart hay là những gì đó, hay như cái lúc trước mình nói, thì em hãy nhấn rồi cái bàn Zalo của mình gửi cho mình xin địa chỉ và số điện thoại, mình sẽ gửi đến cho anh em. Thì rêu này mình bứt từ cái hồ của mình ra luôn nha, cái là hồ của mình ra luôn, cho nên là nó chắc chắn là sẽ không có những cái vấn đề về bệnh hoạn hay gì đâu. Anh em chỉ cần trần qua mua thuốc tím là được rồi. Anh có thuốc tím thì sử dụng thuốc tím, không mình những loại xúc sắc khuẩn khác là được. Tại vì cái của mình nó ra rất là nhiều, cho nên là mình bứt bớt mình tặng cho anh em. Nó ra nhanh lắm anh em. Em về anh em trồng thì nó cần tháng thôi là nó đã ra một bề như mình rồi. Ở trên cái bác sĩ mình cũng có đầy tận kia, nhưng mà mình bứt ở đây trước thì cũng khá là nhiều anh em nó liên hệ trước với mình để nhận. Thì cái này nếu mình hôm nay mình gửi chắc khoảng 2-3 ngày nữa mới tới anh em. Thì khi mà anh em nhận rêu này rồi á, anh em chỉ cần tắm qua tím là có thể sử dụng được rồi. Cái này mình nhắc lại là mình không có bán nha anh em, cái này mình chỉ tặng cho anh em thôi, không có bán. Cho nên là những anh em mà hỏi mua thì chắc chắn là mình sẽ không bán rồi, nhưng mà mình vẫn gửi cho anh em, đó là quà của mình. Cái này cũng không có đáng là bao nhiêu đâu, nhưng mà thực sự đây nó rất là tốt cho hệ lọc nước của anh em. Cho nên là khi mà anh em mà sử dụng thấy hiệu quả thì anh em nhớ review lại cho mình để mình xem tác dụng của nó. Đây cũng có nhiều, mình sẽ lấy hết luôn. Thì hồi trước đây mình có nói với anh em về cái việc mình sẽ lập một cái trại cá. Thì qua một vài cái thời điểm nó về kinh tế nó khó khăn đó anh em, thì cái việc mình lập trại cá của mình nó bị tạm gác lại. Thì cái này mình cũng muốn trả lời cho một số anh em muốn hỏi về cái việc kế hoạch cũ của mình về lập trại cá nằm ở đâu. Thì hiện tại bây giờ mình chưa có thể thông báo với anh em chính thức ngày nào mình lập trại cá được. Những cái hồ mình đang nuôi ở quê thì mình cũng chỉ là nuôi thôi, chứ mình không nói nó là cái trại được. Trại cá thì nó phải có những cái điều kiện như là số lượng cá, rồi những hồ tưới tăng dưỡng, hay là những cái vấn đề liên quan rất là nhiều. Muốn lập một cái trại cá không phải là đơn giản là mình có vài con cá là mình bán cho anh em mình là gọi là cái lập thành cái trại được. Muốn lập trại thì phải rõ ràng đâu rồi đấy thì nó mới phục vụ tốt cho anh em được. Chắc chắn mình sẽ lập trong thời gian mới, trong thời gian tới. Chứ nó cũng là cái ước mơ, cái mục đích của mình, nhưng mình chưa có coi. Thì cái lập trại cá cũng chỉ là phục vụ bản thân mình là chủ yếu thôi. Tại vì ở trên thị trường anh em khá là nhiều trại cá rồi, và số lượng người chơi cá coi cũng không phải là cũng đông để có thể di chuyển cái trại cá nó lớn được. Cho nên là mình phục là cái trại cá chỉ phục vụ cho bản thân mình thôi. Trước mắt mình sẽ có một cái bài kế hoạch cho cá coi, có thể là liên quan đến những anh em chưa có coi lâu năm, cũng như là liên quan đến những cái anh em mà nhân theo dõi tóc màu. Về đơn giản là việc và cái event hay là về cái vấn đề về tặng quà cho anh em thôi. Hồ mình có gì mình sẽ tặng ấy, chứ không có kiểu như là làm cái gì nó quá cao to quá cao siêu đâu. Sắp tới vào tháng 10, tháng 6 này anh em, ở Việt Nam mình sẽ có một cái coi show khá là lớn, đó là coi show ôn Việt Nam luôn. Thì nghe nói đâu đến cả 400-500 người tham gia lận về cái về thí sinh thôi nha, mình chưa để kể đến vấn đề về khách mời. Thì đến lúc đó mình sẽ làm những clip rồi coi show cho anh em để anh em tiện theo dõi. Thì hôm nay mình làm clip này chủ yếu là mình nói về cái việc mình tặng rêu này cho anh em thôi. Em thấy em rất là nhiều luôn, nên những anh em nào muốn có rêu này để thay cho cái hại lọc của mình đó, hay phương pháp tự nhiên, thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho lối mình sẽ để link ở đây. Còn những em nào đã được mình gửi rồi thì có thể comment để cho những anh em khác biết ha, và review cho mình để vấn đề là lất lạc hàng hóa hay gì đó thì mình sẽ giải quyết nhanh chóng hơn.
Hiện tại hồ của mình đang thêm máu đó anh em. Anh em thấy nó, lượng cá nó lại giảm đi rất là nhiều so với đợt trước rồi. Hôm nay hầu như những con cá mình đang quay về là mình có đang bán luôn ở trên Zalo. Thì anh thể muốn mua con nào anh có thể liên hệ với mình ha. Thì đương nhiên là mình không phải chạy, cho nên là giá của mình khi mà mình thanh lý thì nó cũng rẻ hơn rất là nhiều so với việc anh em mua cá to. Còn những chạy cá lớn chơi cho anh em á, thì mình mới bứt được một đống rêu ở đây và trên ba kia của mình để phục vụ để gửi đến anh em. Thì rêu mình bứt rêu này nè, thì rêu này là rêu ở nhà mình trồng được cho nên nó ra rất là nhiều. Cái nữa mình sẽ phân loại những cây nào mà nó vàng như vậy mình sẽ bỏ đi, mình sẽ gửi anh em những cây tốt thôi, rồi từ đó anh em có thể cấy ra thành một cái cây rêu như vậy hoặc cái dạng mà kia như kia. Thì clip về cái việc rêu nó phát triển mạnh mẽ và nó lọc nước như thế nào, nó tốt như thế nào mình sẽ để cái link ở đây, em hãy bấm vào đó anh em xem lại ha. Thì đây là cái việc mà tặng quà như mình đã thông báo từ clip trước rồi. Hôm nay mình chỉ tiến hành mình làm lại để cho anh em biết là nó tương tự như thế nào thôi. Rồi cảm ơn anh em. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phân loại rêu, rồi mình sẽ gửi đến anh em những cái clip nó tốt chất lượng hơn. Tại vì nên khi anh em muốn có rêu về trồng thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình ha. Mình nhắc lại một lần nữa là liên hệ trực tiếp Zalo mình, cái này mình tặng mình không có bán. Thì cảm ơn em thời gian qua nó luôn luôn ủng hộ con màu cũng như là luôn luôn đồng hành với mình trong suốt thời gian dài vừa qua. Trước đây mình qua có những event tặng áo rồi tặng thi sinh, nhưng mà hôm nay mình có thêm cái event tặng rêu nữa. Nói chung là tất cả đều là nhà chồng cả cho nên là không có vấn đề về chi phí hay gì đâu nha anh em, cứ thoải mái thôi. Cứ đó coi là mình anh em giúp đỡ với nhau là chủ yếu. Rồi một vấn đề nữa là mình sẽ có việc mình sẽ live stream về các coi trên chính trang YouTube này luôn vào tối chủ nhật hàng tuần là lúc 20 giờ ha. Mình sẽ live trong 2 tiếng, 20 giờ cho đến 22 giờ. Những anh em là muốn hỏi mình về vấn đề gì về coi có thể liên hệ trực tiếp với mình qua cái stream đó. Và song song bên cạnh đó mình vẫn ra clip thường xuyên để phục vụ anh em. Những câu hỏi là của anh em đóng góp cho mình đều là cái những cái rất là quý báu với mình để mình có thể coi những cái clip nó phục vụ anh em tốt hơn. Rồi cảm ơn anh em, tạm biệt anh em, bye bye. Nhớ like sức cho mình nha để mình có hành động được sang những clip mới và phục vụ anh em tốt hơn. Tạm biệt anh em.